Thưa sư, theo quan niệm của Phật truyền thống, Phật giáo Nguyên Thủy thường không tin vào cúng bái lễ lạy cầu sinh. Nhưng trong kinh con nhớ không lầm, có nhắc đoạn Đức Phật nói có tế lễ, có kết quả của tế lễ tế đàn. Vậy sư giải đáp giùm con thế nào là một tế lễ tế đàn đúng pháp và làm thế nào để tế đàn cho ra kết quả tốt đẹp? Cái gọi là tế lễ bây giờ là các cái buổi bố thí. Xin nói như thế này ha, cái định nghĩa về tế lễ là bây giờ những cái cuộc mà chúng ta đi làm từ thiện nó cũng là một dạng tế lễ. Quý vị đi phát quà cho người nghèo nha, tập trung lại phát quà cho người nghèo, nó cũng là một dạng tế lễ. À, cái chuyện chúng ta đi cứu trợ lũ lụt nó cũng là một dạng tế lễ. Cái chuyện chúng ta mở quán cơm từ thiện nó cũng là một dạng tế lễ. Cho đến cái chuyện chúng ta trai tăng cúng dường nó cũng là một dạng tế lễ. Nó khác nhau ở những cái điểm này. Thứ nhất, đối tượng. Tế lễ mà chúng ta thường hiểu đó, cái đối tượng đó là những cái vị thần linh hoặc là những cái vị chí cao nào đó trong cái tôn giáo của họ. Cái đối tượng thứ hai đó là những vị có đức hạnh, có giới hạnh, có đạo đức, có sự ly dục, có sự kiểm soát tâm. Cái đối tượng thứ ba đó là những người bình thường nhưng mà có giới hạnh. Và cái đối tượng thứ tư á là những người không có giới hạn. Thì cái chuyện mà chúng ta đi làm từ thiện á, nó thuộc về đối tượng thứ ba và thứ tư, tức là chúng ta cũng là những cuộc tế lễ đó, nhưng cái đối tượng để chúng ta tế lễ là những người bình thường không xuất gia, ở trong số đó có những người có giới hạn lẫn những người không có giới hạn, đó cũng được gọi là tế lễ nha, do cái đối tượng khác nhau thôi. Cái thứ hai, cái chuyện quý vị đến chùa cúng dường đến chư tăng nó cũng là một dạng tế lễ, nhưng mà cái đối tượng là những vị xuất gia, những vị có sự kiểm soát thân khẩu và ý, là những vị có sự tu tập của giới định và tuệ. Và cái trường hợp tế lễ là những cái đối tượng là siêu hình. Thì ở đây đó, cái chuyện không tin là không tin như thế này. Đó là khi chúng ta tế lễ những đối tượng siêu hình, và những đối tượng siêu hình đó, ví dụ như ông trời hoặc ông thần, những đối tượng đó sẽ ban ơn, ban phước cho mình. Thì chuyện đó không có. Chứ đạo Phật không hề nói cái chuyện mình tế lễ là không có lợi ích. Chính bởi vì như vậy chúng ta phải hiểu, thứ nhất là đối tượng khác nhau. Cái thứ hai á là cái vật chất mà chúng ta cho nó khác nhau. Thứ nhất là chúng ta cho cái người ta xài được, và hoặc là chúng ta cho cái người ta không xài được. Chúng ta cho những cái vật mà nó trên tinh thần là không làm khổ chúng sanh khác, hay là chúng ta cho trên tinh thần làm khổ chúng sanh khác. Ví dụ như mình đi ăn trộm, mình đi bòn rút của công, mình đi trốn thuế, mình đi buôn lậu, rồi mình lấy một cái số tiền đó mình đi làm từ thiện để mua danh chuộc tiếng, thì cái số tiền mà mình có được để mình làm từ thiện đó là dựa trên những cái ác nghiệp mà có, dựa trên cái chuyện hại mình hại người mà có, thì đó là cái chuyện không nên. Còn nếu như mình đi làm từ thiện bằng những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình làm ra một cách chính đáng, cái chuyện đi làm của mình á không có hại mình hại người, thì đó là những vật phẩm hợp lệ, những vật phẩm xứng đáng. Thì từ ba cái trên, bốn bốn đối tượng, bốn loại đối tượng,
nhân với hai kiểu vật phẩm, tức là một cái là vật phẩm có được do hại mình hại người, một cái là vật phẩm có được do đúng pháp không có hại mình không hại người. Đấy. Rồi cái thứ ba đó, cái sự khác nhau thứ ba là cái người đứng ra tổ chức. Cái người đứng ra tổ chức ở đây đó là cái người đó họ có giới hạnh hay cái người họ không có giới hạnh. Tức là mình ấy, mình đứng ra tổ chức một cái buổi lễ tế lễ như vậy, hoặc mình tổ chức một buổi lễ trai tăng, hoặc mình tổ chức một buổi lễ từ thiện, bản thân mình có phải là con người trong sạch hay không, hay là mình là con người thiếu đạo đức, thiếu giới hạnh, cái đó cũng có sự phân biệt. Rồi một cái sự khác nhau nữa là mục đích của cái cuộc tế lễ đó là cái gì, để mong cầu phước báo thì nó khác, vì cái tình thương mà mình giúp đỡ thì nó khác, vì mong cầu sự giải thoát thì nó khác. Cho nên trong kinh tạng, trong Trường Bộ Kinh có nói cái cuộc tế lễ mà hiệu quả nhất, tốt nhất là gì? Thứ nhất, đối tượng tốt nhất là đối tượng ly dục nha, sống đời sống không nhà, tu tập giới học, định học và tuệ học, có lòng hướng đến đạo quả giải thoát. Cúng được cái thánh là tốt nhất, nhưng không được thánh thì phàm thì cũng phải có những điều kiện như vậy. Cái thứ hai á, là vật phẩm để tế lễ, nó phải là vật phẩm có được một cách hợp lệ, hợp pháp, không hại mình, hại người. Cái thứ ba đó, cái thứ ba là bản thân mình á, phải là người có giới hạnh trong sạch. Mình phải tu tập thân tâm của mình để mình là người có giới hạnh trong sạch. Và cái thứ tư tự nhiên cứ quên mất rồi. Tự nhiên cứ quên mất nãy muốn nói cái gì. Cái thứ tư là cái mục đích. Mục đích của mình á, là phải hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Thì đó là mục đích cao cả nhất của cái chuyện tế lễ. Còn nếu như mà mình chỉ đơn giản là như mấy cái trò mà lễ họ giết heo, giết bò đó. Họ đâm heo, họ đâm bò để họ tế lễ cho một cái vị thần nào đó để cầu xin cái chuyện là được ban ơn, ban phước. Thì Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận cái chuyện đó.